Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em test cho anh Đặng Trình, anh ở Bạc Liêu, một con vang D5 anh em nhá. Con này thì với cái con vang này thì em sẽ xét cho anh em là 4 chế độ anh em nhá. Và với cái con vang này là một trong những cái con vang rất là chất. Cái tiếng vợt của nó rất là đẹp anh em nhá. Và anh em nghe thử cái chất âm của nó. Đây là cái mode 1. Với con này thì sẽ có điều khiển đi kèm anh em nhé. Cái mode 1 thì sẽ là cái mode eco cộng reverb anh em nhé. 6 7 7 8 9. Mode 2 sẽ là reverb anh em nhé. Chuyển mode ngay trên cái điều khiển anh em nhé. 1 2 5 6. Đây là tiếng vợt. Anh em có thể nghe cái tiếng vợt nó rất là đẹp đúng không ạ? 1 2 5 6. E A rất đẹp luôn. Mode 3 sẽ là mode eco chậm anh em nhé. Sáu bảy bảy tám chín. 1 1 1 2 5 6. 7 7 7 8. Mode 1 sẽ là eco nhanh anh em nhé. Sáu bảy bảy tám chín. Còn đâu mode 4 sẽ là cái mode mà nghe nhạc anh em nhé. Và ngoài ra dùng cái điều khiển này, anh em có thể là dùng effect, tức là anh em có thể tăng giảm cái vang nhại ở ngay trên này, tăng đây là tăng nghe vang nhại này, đây là giảm vang nhại effect mà. Đó, đây là mic này, tăng giảm mic, đấy tăng giảm nhạc anh em nhé. Đấy, chọn 1 2 3 4 đúng không ạ? 4, nhưng mà cái mode 4 này nó không được thì anh em ấn cái nút thăng này nhá. Nút thăng ở giữa này là mode nghe nhạc. Đấy, mode 5 sẽ là mode chuyển mode, chuyển đầu vào, tức là nó có thể chuyển cổng quang và bluetooth anh em, cổng quang và aux anh em nhé. Còn mode 6 là sẽ là tắt tiếng anh em nhá. Anh em sẽ thử mode 6 này. Ấn mode 6 nhá. 6. Em sẽ cài đặt lại anh em nhá. Sẽ cài đặt lại cái này thì chắc là cái mode này nó đang lỗi. Em sẽ cài đặt lại anh em nhá. Đấy. Còn mode 5 là sẽ là theo bình thường dạng mode 5 sẽ là mode chuyển tín hiệu đầu vào, tức là chuyển cổng quang và aux anh em nhé. Mode 6 thì sẽ là tắt tiếng anh em nhé. Ok, đây là em sẽ thử lại mode 1 này. Mode 2 này. Toàn phần em nhé. 1 2 5 6. Mode 3. Echo chậm anh em nhé. Đây là echo chậm. Mode 4 sẽ là không có tiếng mic luôn anh em nhé. Sẽ không có tiếng mic ở cái mode 4 này anh em nhé. Là một cái mode thăng này. Đấy, tăng giảm thì anh em tăng giảm ngay trên này được anh em nhé. Xong. Chuyển lại mode 2 nhé. Ngoài ra thì anh em có thể là chỉnh. Anh em nhé. Ngoài ra thì anh em có thể chỉnh như là M1, M2, M3, M4 đây anh em nhé. Ấn ngay trên cái nút này anh em nhé. Ấn ngay trên cái nút M1 này. Ok chưa? Ấn M2 này. 6 7 8 9. 1 2. M3 nhé. 6 7 8 9. Ngoài ra thì anh em có thể chuyển được echo, có thể chỉnh được echo này. Đó, chỉnh echo, giảm echo nhé. Anh em thể nhìn thấy chữ echo này. 6 7 8 9. Nó giảm hẳn echo xuống anh em nhé. Giảm vợt này. Anh em nghe thấy chưa? Đây là tiếng mic thu. Anh em thấy chưa? 6 7 8 9. Đấy. Giảm mic này, tăng mic ở trên này hết anh em nhé. 6 7. Rất là dễ đúng không? Đấy, chọn lại anh nhé. 1 1 2 5 6. Cực kỳ là dễ dùng. Thì với cái con vang này sẽ được bảo hành là 3 năm anh em nhé. Chọn mode 2 để vợt anh em cùng nghe. 6 7. Tiếng vợt nó rất là đẹp anh em nhé. 1 2 5 6 7 8 9. Anh em nghe cái chất âm chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? 1 2. Tí em sẽ cài đặt cái khiển này cho anh em. Chắc là cái khiển này nó bị lỗi. Cái khiển này là cái khiển em bỏ bên ngoài, đâm ra là nó dễ bị lỗi anh em nhé. Để bên ngoài nó bẩn, nó đôi khi dính nước. Nó sẽ tí đã chuyển cho anh một cái khiển mới luôn. Và ok, sẽ hát thử cho anh em cùng nghe anh em nhé.
dừng mốt 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 sao sử dụng loa la vang 112 đi anh nhé, sốt nặng rồi. Đẩy bốn kênh lợn tê bốn nhìn này nhé, lợn tê bốn nhìn. Cuộc tình này dĩ vãng đã trôi đi và quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình, yêu chi cho ta còn mình thêm vương nam trong giấc mơ say. Một đời vẫn nhớ đến nhau trong dù nguy khó, một đẹp vẫn mơ dìu nhau lối đi về. Lúa đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng, câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến. Một thuở bên cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ say. Ngày nào tình thương mộng bên nhau, hướng đến chính những tình nồng ấm. Với chân thật yêu dấu, những đêm tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ lấy mãi giấc mơ đầu. Đó, thì em xét nhanh cái con vàng này gửi cho bác khách anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hàng em thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok, nhận anh em những clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.